Nhưng rất vui khi đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Quý vị đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới do tạp chí Câu trường Magazine thực hiện. Phần tin quốc tế sẽ có những tin tức nổi bật sau đây. Mexico phát hiện 250 người di cư trong xe đầu kéo. Nhật Bản duy trì nới lỏng tiền tệ. Moderna dự kiến tăng gấp 4 lần giá vaccine Covid-19. Lý do Ai Cập yêu cầu người dân ăn chân gà. Nga chỉ ra thời điểm xung đột Ukraine có thể kết thúc nhân viên cứu thương ở Anh kéo dài kế hoạch đình công, phát hiện gần 50 thi thể trong hố chôn tập thể tại Cộng hòa Dân chủ Congo, bánh trưng, nét văn hóa độc đáo ngày Tết. Và sau đây là nội dung chi tiết. Lực lượng chức năng Mexico đã tìm thấy 250 người di cư bên trong một chiếc xe đầu kéo tại bang Chiapas, miền nam nước này. Đoạn video ghi lại cho thấy quân đội Mexico, lực lượng vệ binh quốc gia và cảnh sát bang Chiapas đưa những người di cư lên xe của cảnh sát và viện di cư quốc gia những người bị tạm giữ được cung cấp thực phẩm đầy đủ đồng thời được tư vấn pháp lý chăm sóc y tế và tâm lý tài xế xe đầu kéo đã bị bắt giữ và vụ việc đang tiếp tục được điều tra bất chấp lạm phát đang tăng cao do tranh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ cũng như là xu hướng chuyển giá từ doanh nghiệp sang cho người tiêu dùng, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn quyết định tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ quy mô lớn. Với đánh giá lạm phát tăng cao nhưng chưa ổn định, sau cuộc họp chính sách trong hai ngày 17 và 18 tháng 1, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định sẽ tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ quy mô lớn để hỗ trợ nền kinh tế. Theo quyết định duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ mới nhất, lãi suất ngắn hạn sẽ âm 0,1%, tiếp tục đặt giới hạn trên đối với lãi suất dài hạn là 0,5%. Cùng với đó sẽ thực hiện chính sách mua trái phiếu chính phủ số lượng lớn để hưởng lãi suất dài hạn quay về mức 0%. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế xuống 1,9% so với mức 2% như trước đó đưa ra. Dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 và năm 2024 cũng được hạ thấp lần lượt là 1,7 và 1,1%. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tuyên bố do nền kinh tế vẫn chưa ổn định cần tiếp tục các chính sách hỗ trợ để tạo môi trường năng động. Moderna hiện có kế hoạch tăng giá vaccine COVID-19 của hãng này từ 26 đô la Mỹ lên tối đa 130 đô la Mỹ. Ý định tăng giá vaccine COVID-19 của Moderna được đưa ra trong bối cảnh dự trữ vaccine dành cho người dân của chính phủ liên bang Mỹ đã cạn kiệt. Thượng nghị sĩ si Mỹ đã lưu ý rằng, ngoài thực tế là những người nộp thuế ở Mỹ đã tài trợ cho toàn bộ quá trình nghiên cứu và phát triển vaccine với số tiền 1,7 tỷ đô la Mỹ và đảm bảo hàng tỷ đô la Mỹ doanh thu bán hàng trên toàn thế giới. Thực tế, Moderna chỉ tốn 2,85 đô la Mỹ để sản xuất một liều vaccine. Điều này đã cho thấy lòng tham vô đáy của các tập đoàn dược phẩm Big Pharma và tầng lớp tư bản Mỹ nói chung. Đặc biệt rõ ràng từ nước này ghi nhận hàng chục nghìn người phải nhập viện mỗi tuần và hàng trăm người tử vong do COVID-19 mỗi ngày, góp phần làm giảm tuổi thọ người dân tại Mỹ. Ở hầu hết mọi quốc gia văn minh khác, điều đó sẽ không thể xảy ra vì đã có luật bảo vệ người tư dùng và bệnh nhân. Ở Mỹ thì không như vậy, Big Pharma về cơ bản được tự do định giá khi họ thấy phù hợp bất chấp những thiệt hại đối với sức khỏe của cộng đồng. theo CNN đưa tin, Ai Cập đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng tiền tệ kỷ lục và lạm phát tồi tệ nhất trong 5 năm, khiến thực phẩm trở nên đắt đỏ đến mức nhiều người Ai Cập không còn đủ khả năng mua gà, loại thực phẩm chính. Giá gà tăng từ 30 bảng Ai Cập, tương đương với 1,01 Mỹ 1 kg vào năm 2021, lên tới 70 bảng Ai Cập, tương đương với 2,36 Mỹ vào ngày 16 tháng 1 giá tăng cao đã khiến viện dinh dưỡng quốc gia ai cập kêu gọi người dân chuyển sang ăn chân gà bạn đã tìm kiếm các lựa chọn thay thế thực phẩm dầu protein để tiết kiệm ngân sách viện dinh dưỡng đăng trên facebook vào tháng trước liệt kê một số mặt hàng bắt đầu từ chân gà và móng gia súc nhiều người ai cập rất tức giận khi chính phủ yêu cầu người dân sử dụng các loại thực phẩm vốn là biểu tượng của tình trạng nghèo đói cùng cực ở nước này ở ai cập chân gà được coi là mặt hàng thịt rẻ nhất được hầu hết mọi người coi là đồ bỏ đi hơn là thực phẩm sau khuyến nghị chuyển sang chân gà, giá kg chân gà đã tăng lên gấp đôi 20 bảng Anh tương đương với 0,67 đô la Mỹ. Các nhà chức trách nói rằng gần 30% dân số Ai Cập sống dưới mức nghèo khổ. Tuy nhiên, năm 2019, Ngân hàng Thế giới ước tính khoảng 60% dân số Ai Cập là người nghèo hoặc dễ bị tổn thương. Một hàng năm, những người ăn chay trên thế giới đang tổ chức thắng ăn chay thường niên được khởi xướng bởi một tổ chức tại Anh. Đây là năm thứ 10 sự kiện này diễn ra và theo thời gian số người tham gia tháng ăn chay ngày càng đông hơn, không chỉ ở người dân Anh mà còn bao gồm cả những người ở quốc gia khác. Bắt đầu với quy mô nhỏ ở thành phố York phía bắc nước Anh, đến nay những người khởi xướng phong trào ăn chay cũng cảm thấy khá bất ngờ khi biết tới hàng triệu người đang thay đổi chế độ ăn của mình và một ngành công nghiệp thực phẩm thuần chay đã ra đời. Năm nay chỉ riêng ở Anh, 3 triệu người đã đăng ký và cam kết ăn thuần chay, nhưng ban tổ chức cho biết có nhiều người tham gia không chính thức nên con số thực tế cao hơn rất nhiều. Phong trào ăn chay đã trở thành một hiện tượng không chỉ ở Anh mà còn ở rất nhiều nơi trên thế giới. Đại dịch COVID-19 đã khiến mọi người cảm thấy quan tâm đến sức khỏe hơn và thay đổi chế độ ăn cũng như là cách cho thấy sự quan tâm đó. Những người ủng hộ chế độ ăn chay tin tưởng rằng chế độ này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh như béo phì, tim mạch hay tiểu đường, đồng thời cũng thân thiện với môi trường hơn khi thải ra lượng khí thải nhà kính ít hơn so với việc chăn nuôi động vật những sản phẩm chay được dự báo sẽ ngày càng trở nên phổ biến. Ước tính quy mô thị trường thực phẩm thuần chay dự kiến sẽ đạt 36,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Mới đây, Ngoại trưởng Nga Laro cho biết xung đột Ukraine chỉ có thể kết thúc khi Kyiv ngừng đe dọa Moscow và ngừng phân biệt đối xử với những người nói tiếng Nga. Ông nói thêm rằng tình hình bế tắc hiện tại dựa trên những lo ngại về an ninh của Nga. Khi trả lời câu hỏi của báo chí về việc liệu chiến sự có kết thúc trong năm nay hay không, ông Laro trả lời rằng các mục tiêu mà Nga đặt ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt không phải là hư cấu, không phải là tự dưng mà có, mà đúng hơn được xác định bởi lợi ích an ninh cơ bản hợp pháp của Nga. Theo ông, điều này đặc biệt đúng khi nó đến tình hình ở các nước láng giềng yêu quen cũng như là bất cứ vùng lãnh thổ nào giáp với Nga, không nên thiết lập các cơ sở hạ tầng quân sự có thể gây ra những mối đe dọa trực tiếp từ Nga. Ông Laro cũng cho rằng Ukraine không nên phân biệt đối xử và quấy rối những công dân của họ, những người muốn tiếp tục nói tiếng Nga và duy trì văn hóa và truyền thống của Nga. Ngoại giao Nga lưu ý, việc sử dụng tự do tiếng Nga và ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số khác hoàn toàn phù hợp với hiến pháp của Ukraine. Mặc dù hiến pháp vẫn còn hiệu lực, nhưng theo ông Laro, Ukraine đã thông qua một số tài liệu vi phạm nguyên tắc này. Các quan chức Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng các mục tiêu của chiến dịch quân sự sẽ hoàn thành, cho dù phải mất thời gian dài. Ngoài việc bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của Nga, những mục tiêu này bao gồm phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa, yêu quen cũng như là bảo vệ người dân của Dobat. Vào cuối tuần qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một đánh giá lạc quan về tiến trình chiến trường ở Ukraine, lưu ý rằng mọi thứ đang phát triển theo khuôn khổ kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nga. Tổ chức công đoàn CMB vào ngày 18 tháng 1 cho biết hơn 10.000 nhân viên cứu thương, trong đó có y tá, hộ lý và nhân viên tổng đài sẽ tiến hành đình công thêm 4 ngày do bất đồng về vấn đề tiền lương và điều kiện làm việc. Trước đó vào ngày 22 tháng 12 năm 2022, công đoàn Unison đại diện cho đa số nhân viên cứu thương ở Anh và tổ chức công đoàn lớn nhất ở nước này cho biết sau cuộc đình công lớn nhất vào ngày 21 tháng 12 năm 2022, hàng nghìn nhân viên cứu thương sẽ tham gia hai cuộc đình công tương tự vào ngày 11 vào ngày 23 tháng 1, các ngành trừ chốt ở Anh đã bị ảnh hưởng bởi hàng loạt cuộc đình công của y tá, nhân viên đường sắt và giáo viên, làm gián đoạn các dịch vụ khi người lao động yêu cầu mức lương cao hơn để đối phó với lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao. Vừa qua, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã phát hiện ra những ngôi mộ tập thể ở phía đông bắc của Cộng hòa Dân chủ Congo với gần 50 thi thể, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em tại khu vực đã bị các nhóm vũ trang tấn công. Lực lượng mũ nổi xanh đã tiến hành một cuộc tuần tra trong khu vực này ngay sau khi nhận được báo cáo vào tuần vừa qua về cuộc tấn công nhắm vào dân thường của phiến quân codeco một lực lượng dân quân gồm vài nghìn người tự nhận là hành động để bảo vệ bộ tộc Lendu chống lại bộ tộc Henna và quân đội quốc gia hiện vẫn chưa rõ liệu có mối liên hệ nào giữa những phát hiện này với cuộc tấn công hay không. Hai ngôi làng đều ở Ituri, một tỉnh giáp với biên giới Uganda, nơi liên tục xảy ra các cuộc tấn công và dân thường. Gần đây nhất vào tuần trước, hàng chục dân thường đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của nhóm vũ trang khác nhau. Hiện nay, phái bộ Liên hợp quốc tại Cộng hòa dân chủ Congo đang hỗ trợ hệ thống tư pháp sở tại điều tra vụ việc. Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhà ga sân bay tại Trung Quốc luôn tấp nập người dân về quê đón Tết. Với một số người dân Trung Quốc, Tết năm nay vô cùng đặc biệt vì đây là lần đầu tiên họ được về quê đoàn tụ với người thân sau 3 năm đại dịch Covid-19. Lẫn trong dòng người hối hả về quê đón Tết, tại nhà ga ở Bắc Kinh có bà Walinda. Đây là lần đầu tiên bà về quê của mình ở Hắc Long Giang đón Tết kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào 3 tháng trước. Theo bà Walinda chia sẻ, đã 3 năm rồi tôi không về quê, các hạn chế đã dỡ bỏ, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, vì vậy tôi đã nghĩ đến lúc phải về nhà rồi. Nếu trước kia việc kiểm soát bắt buộc khi đi lại giữa các tỉnh thành khá phức tạp, thì nay Trung Quốc dỡ bỏ chiến lược Zero Covid, việc đi lại đã trở nên thuận lợi hơn. Dự kiến sẽ có hơn 2,1 tỷ chuyến đi được thực hiện trong mùa xuân vận kéo dài 40 ngày tại Trung Quốc. Dù Trung Quốc đã dỡ bỏ các hạn chế chống dịch, nhưng một số người dân về quê ăn Tết cho biết sẽ tự nguyện áp dụng các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Càng sắp Tết, lượng người đổ về nhà ga sân bay càng đông hơn, tuy vậy vẫn còn những người quyết định ở lại thành phố để đón Tết. Dù về quê hay ở lại thành phố đón Tết, người dân Trung Quốc vẫn mang tâm trạng háo hức, bởi đây chính là cái Tết đầu tiên Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế chống dịch sau 3 năm áp dụng chính sách zero covid nghiêm ngặt. hòa chung không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết cổ truyền của nhiều người dân Australia gốc Á và để ghi dấu ấn Tết Nguyên đán năm 2023, Hội đồng thành phố Sydney sẽ tổ chức một lễ hội kéo dài 16 ngày sơ động với hơn 80 chương trình lễ hội đặc sắc diễn ra từ ngày 21 tháng 1 đến ngày mùng 5 tháng 2 với mục đích đem lại sự hứng khởi cho người dân và tiếp thêm năng lượng cho các hoạt động kinh doanh cũng như là làm nổi bật sự đa dạng văn hóa của thành phố. Từ một sự kiện thường niên của các cộng đồng gốc Á cách đây 27 năm, đến nay lễ hội Tết Nguyên đán Sydney đã trở thành một sự kiện lớn và được thành phố đa văn hóa Sydney tổ chức hàng năm. Đồng thời, Sydney cũng trở thành nơi tổ chức đón Tết âm lịch lớn nhất ở ngoài khu vực châu Á. Theo kế hoạch, lễ hội Tết Nguyên đán Sydney năm 2023 sẽ tràn ngập các sự kiện vui nhộn, các hội trợ ẩm thực đường phố, những tiết mục âm nhạc và ánh sáng hoành tráng, các màn múa sư tử, đua thuyền, lễ hội hóa trang náo nhiệt các buổi biểu diễn sơ động và trưng bày nghệ thuật, lễ hội đèn lồng dự kiến thu hút hàng nghìn người đến khu vực này. Sáng ngày 19 tháng 1, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình xe ô tô miễn phí đưa hàng nghìn công nhân khó khăn tại khu công nghiệp về quê đón Tết. Sát Tết, vé xe về Nghệ An, Hà Tĩnh đã tăng gấp đôi ngày thường, trung bình 700.000 đồng trên người. Với một gia đình công nhân 4 người sẽ phải chi trả nợ tháng lương cho chuyến xe về. Không ít người vì tiết kiệm đã đi xe máy về quê. 15 năm nay, những chuyến xe tình nghĩa chu đáo và an toàn đã xóa đi nỗi lo lắng cuối năm của nhiều công nhân. Từ 5 giờ sáng, hơn 1.000 công nhân trong đó có nhiều gia đình đã có mặt để nhận xe. Hào hức, vui mừng là tâm trạng chung của nhiều người lao động trên những chuyến xe tình nghĩa. Trước giờ lên xe, con em lao động được lì xì năm mới cùng với những lời chúc Tết thượng lộ bình an và trở về đúng hẹn. Hàng nghìn chuyến xe đưa công nhân từ Hà Nội về Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cùng với một số tỉnh phía Bắc và sẽ đón họ trở về làm việc. Trong ngày hôm nay, tất cả công nhân đã về quê đón Tết và bắt đầu niềm vui đoàn viên. Không biết từ bao giờ, chiếc bánh trưng đã trở thành một sản vật không thể thiếu trong dịp Tết của người Việt mỗi năm khi tết đến xuân về những người con xa quê lại mong ngóng ngày được trở về đoàn tụ bên gia đình được gói và thưởng thức những chiếc bánh trưng mang đậm đà bản sắc dân tộc bánh trưng là một loại bánh truyền thống của dân tộc việt nam nhằm thể hiện lòng biết ơn của con cháu đối với cha ông và đất trời xứ sở nguyên liệu làm bánh trưng gồm gạo nếp đậu xanh thịt lợn lá rong và bánh thường được làm vào trong dịp tết nguyên đán Từng truyền, nguồn gốc bánh trưng có liên quan đến truyền thuyết về hoàng tử Lăng Liêu, con trai thứ 18 của vua Hùng đời thứ 6 và còn được sử sách ghi lại qua sự tích bánh trưng bánh dày. Bánh trưng là món ăn truyền thống trong mâm cỗ Tết của người Việt, thể hiện sự biết ơn đất trời đã cho mưa thuận gió hòa để mùa màng bội thu, đem lại cuộc sống ấm no cho con người. Đi cùng với bánh trưng bánh dày trong ngày Tết còn có thêm mâm ngũ quả, thể hiện ngũ hành tương sinh tương khắc trải qua bao thăng trầm của lịch sử tục gói bánh trưng vào ngày tết vẫn còn giữ nguyên cho đến nay ngày xưa cứ mỗi dịp tết đến xuân về lòng người lại rộn ràng hào hức mong đến ngày sẽ được quây quần gia đình cùng nhau gói những chiếc bánh trưng để dâng lên cúng tổ tiên trời đất gói bánh trưng ngồi canh đồi bánh trưng trên bếp lửa đã trở thành một tập quán một hình tượng ý nghĩa và trở thành ký ức đẹp đẽ của biết bao người con đất việt ngày nay cuộc sống ngày càng phát triển không còn nhiều gia đình tự gói bánh trưng ở nhà hình ảnh ngồi canh nồi bánh trưng cũng chỉ còn ở đâu đó những vùng quê nhưng khi tết đến xuân về không thể thiếu cặp bánh trưng xanh trên bàn thờ gia tiên nghi ngút khói hương của mỗi gia đình nếu như trước kia bánh trưng chỉ được gói vào mỗi dịp tết đến hay dỗ tổ thì ngày nay bánh trưng còn được dùng phổ biến trong những dịp như lễ cưới dỗ chạp lễ hội và còn được bán hàng ngày Đối với mỗi người con đất Việt, hình ảnh bánh trưng xanh cùng mâm cỗ tất niên đêm giao thừa gợi nhắc họ luôn nhớ về nhà, nhớ về quê hương, nhớ về quê cha đất tổ. Tết của người Việt chỉ vòn vẹn khi cặp bánh trưng xanh trên ban thờ gia tiên. Những chiếc bánh trưng xanh mơn mướt, dẻo và thơm mùi gạo nếp tạo nên phong vị Tết thật độc đáo và ý nghĩa không nơi đâu có được. vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối ấm áp bên những người thân yêu. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.